Thành Cò hôm nay đi xuống cái xóm Đình ở ấp 4 của xã Thành Đức, huyện Bình Lức, tỉnh Long An. Từ cổng xóm Đình này mình đi tới hai cái cột đèn. Cột đèn thứ nhất tới cột đèn thứ hai. Đó, cột đèn thứ hai đó là miếng đất mình nằm đó. Miếng đất mình từ cột đèn thứ hai đi tới bên kia luôn. Này gần hai công đất lúa, bề ngang là 20, bề sâu vô gần 100, ta lên được 200m thổ cư rồi, ta lên được 5 × 40 thổ cư rồi. Giờ dịch này hết vốn rồi, giờ đang hạ chốt kèo gấp 4 tỷ, Thành Cò đi quay để quảng cáo cho bà con mình thấy. Đây ranh từ đây đi thẳng tuốt ở sau luôn, tuốt ở sau tới cục điện ở sau luôn, gần 100m ở sau là đất mình hướng đông nam, hướng đông nam đi qua tới cột đèn bên đây luôn. Đây có cắm ranh đây, thì thẳng tới sau cũng có cái ranh ở sau á. Từ đây đi thẳng ra đường tỉnh lộ 816 là ngay Happy Land đây nè. Đi ra đó khoảng chừng 3 cây số tới là đi có chừng 5 phút à. Đất mình thì so với mặt đường nó thấp khoảng chừng 6 tấc à. 6 7 tấc nha. Thấp so với mặt đường khoảng 6 7 tấc. Rồi, ai cần thì alo cho Thành Cò. Số điện thoại là 078 66 683 68.